Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Vườn Lan Chu Phương. Thì hôm nay đã là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Và cũng như mọi năm thì vườn cũng có phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết, lan hồ điệp cho tất cả các anh chị. Và hiện tại thì chúng em đang có rất là nhiều mặt hoa đẹp xinh để mình có thể làm tạo thành những cái chậu hoa lan hồ điệp chân Tết nha các anh chị. Và có một cái điều là hầu như năm nào các anh chị ủng hộ thì cũng đều nói là hồ điệp khó trồng, khó dưỡng lại. Thì hôm nay thì em xin phép hướng dẫn cho các anh chị một cái cách ta sẽ chăm sóc hồ điệp sau khi chơi Tết, mà theo em thì nó đạt cái hiệu quả rất là cao. Và chúng ta sẽ đi vào cái cách làm thực tế mà vườn em đã từng đã làm và cho hiệu quả hầu như là tốt nhất cho đến thời điểm này mà cái cách của vườn em đã làm nha. Như chúng ta đã biết thì hồ điệp nó có rất là nhiều mặt hoa cũng như là size hoa. Có người thì thích hồ điệp hoa đại, có người thì thích hồ điệp mini, có người thì thích màu trắng, có người thì thích màu tím, vân vân, màu vàng. Nhưng mà mỗi loại hoa, mỗi màu hoa thì nó có nét đặc trưng riêng và cái tùy theo sở thích của mỗi người. Thì chúng ta sau khi mà chúng ta chọn được cái chậu lan ưng ý thì chúng ta sẽ ghép vào những cái chậu để chúng ta chơi Tết. Ở đây thì em có một cái mẫu hồ điệp đang bán ở vườn. Em cầm cái chậu mini cho nó dễ quay nha các anh chị. Đây, đây là những cái một trong những cái mặt hoa đang bán ở vườn em trong năm nay. Và đây là cái em xin mời các anh chị nhìn sơ qua về những cái chậu hồ điệp mà em đã trồng lại. Các anh chị hầu như là đều cho hoa, hoa cho nụ. Em sẽ cho các anh chị ngắm sơ lược những cái chậu hồ điệp. Ở vườn em trồng cái này thấy là nó đang cho nụ rất là nhiều. Có một số chậu thì chúng ta đã kịp Tết, số chậu thì nó hơi trễ ha. Và bây giờ thì em xin phép được hướng dẫn cho các anh chị cái cách trồng lại hồ điệp sau Tết nha. Đây là cái video để em giới thiệu về cái cách trồng hồ điệp sau Tết, hiệu quả mà vườn em đã làm. Đây các anh chị thấy là em đã thay qua cái chậu rất là to và trồng bằng than, và rễ nó rất là khủng khiếp, cây rất là khỏe. Và có một điều là đây là cái cây hồ điệp màu trắng, như là màu trắng ngọc trai. Đây là mặt hoa của cái cây trắng ngọc trai. Đây, đây là cái vòi hoa của năm ngoái luôn nha các anh chị. Đây là vòi hoa mới. Và đây là cái vòi hoa của năm ngoái. Khi mà mình chơi hồ điệp xong có một cái bí quyết như thế này các anh chị. Có nghĩa là sau khi mà mình chơi hết cái vòi hoa rồi thì thay vì các anh chị cắt sát ở dưới gốc này thì em sẽ cắt ở phía trên thôi, và chừa những cái mắt ngủ còn lại để cho hoa tiếp tục. Này hơi chói nắng để em nhìn qua đây. Đây, đây là cái vòi hoa của năm ngoái ha. Thay vì các anh chị cắt sát vô đây thì em sẽ cắt trước, chừa lại cái mắt ngủ. Đây là những cái mắt ngủ của nó nè. Đây, chúng ta sẽ cắt từ từ ha. Hôm trước là em cắt tới đây và các anh chị thấy là khi mà chúng ta chăm sóc tốt để nó ổn định thì nó tiếp tục, cái vòi hoa cũ lại tiếp tục cho hoa tiếp, được hai phân ra hai ngồng. Và đây các anh chị, em cắt từ 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 xuống tới đây rồi là vẫn tiếp tục cho hoa tiếp. Và sau khi mà cái vòi này nó chơi hết rồi em sẽ cắt xuống tới đây. Và tương tự là cái cây này mà sau khi mà nó tàn hết hai vòi này thì em sẽ cắt ngay đây. Là em sẽ cắt ngay đây để tiếp tục những cái ngồng, những cái mắt ngủ ở đây thì tiếp tục sẽ cho hoa. Nếu chúng ta chăm tốt, với điều kiện là chúng ta phải chăm tốt cái bộ rễ nó và cho nó bắt rễ và nó cho ổn định rễ thì nó mới tốt. Đây, em kiềng cái này lại cái. Rồi, và quay trở lại thì cái cách trồng của cái cỏ vườn em thì nó cũng đơn giản thôi các anh chị. Là cái chậu hồ điệp sau khi chúng ta mua về thì nó có cái trồng, được trồng bằng cái chậu nhựa dẻo trắng như thế này. Và sau khi mà chơi hết, chúng ta chuẩn bị thay vào một cái chậu mới á, thì thay vì các anh chị bỏ sang qua và bỏ bớt cái giá thể ở trong dến của cái chậu hồ điệp thì chúng ta sẽ để nguyên cái chậu đó luôn. Và cắt bớt giúp em nha, cắt bớt giúp em 1/2
cái chậu nhựa trắng, rồi chúng ta để chính giữa và cho than xung quanh thôi. Rất là đơn giản nhưng mà em thấy rất là hiệu quả nha các anh chị. Ở đây em sẽ có một vài cái ví dụ như các anh chị xem ha. Đây, đây là cái chậu hồ điệp em thay ra năm ngoái. Em cũng bỏ cái chậu nhựa ra và bỏ than xung quanh. Ở đây em cố định bằng kẽm ngang này các anh chị cho nó cố định rễ ha. Thì nó cũng phát triển nhưng mà nó sẽ không tốt. Các anh chị thấy là rễ nó cũng phát triển nhưng mà nó sẽ không tốt bằng chúng ta chờ lại. Em lật cái đít lên cho các anh chị thấy là này nè, em đã rút cái chậu ra nè. Em đã rút cái chậu ra. Rút cái chậu nhựa ra là lòi cái dến ra nè. Thì cây nó sẽ không tươi, nó không giữ nước rồi nó sẽ không tươi. À đây trường hợp này thì em trồng giống như cái cách em chỉ các anh chị ha, là chúng ta sẽ bỏ, thay vì bỏ hết chậu nhựa thì chúng ta sẽ chừa lại một ít, một nửa hơn một nửa, và cố định cái chậu hồ điệp qua cái chậu mới thật là chắc chắn. Đây quá cho giò luôn nè các anh chị thấy hôm nay nó có hai giò mới rồi, và rất tiếc hai cái giò này thì nó không kịp Tết, còn đây là cái giò cũ ha, em chơi hoài luôn. Đây đây các anh chị, và đây là cái trường hợp mà em trồng em bỏ đây nhưng mà em không có cố định lại là nó bị lung lay, quá trình tưới nó bị lung lay dẫn đến là nó không có cố định được, cho nên là cây nó không có được khỏe. Cho nên cái việc mà khi mà chúng ta trồng bất kỳ cái cây nào phải cố định cho nó chắc chắn để trong quá trình tưới nước nó không có bị lung lay, rễ nó sẽ mau phát triển hơn các anh chị. Đây các anh chị thấy không? Đây. Rất tiếc là những cái vòi hoa này thì nó không kịp Tết. Nhưng mà em sẽ chơi hoa sau Tết. Thường thì những cái chậu hồ điệp xong mà khi chúng ta thay chậu á, các anh chị cố gắng là mình tránh nước mưa một thời gian đầu nha các anh chị. Tránh nước mưa một thời gian đầu. Sau khi mà ổn định rồi thì thoải mái luôn á. Ở đây là em để cho cái sạp này là phun trực tiếp luôn. Phun nước trực tiếp lên bông lên hoa luôn, không sao hết. Và các anh chị thấy là khi mà mình cắt theo cái trường hợp mà em chỉ hồi nãy, thậm chí nó còn ra kỳ nè các anh chị thấy không? Như hai vòi này ra được hai kỳ và vừa ra kỳ mà rồi ra hoa luôn. Hôm nào em sẽ tách cái kỳ này ra để em trồng tiếp. À, như này cái này là mình sẽ cắt bớt cái xấu của nó nè. Đây, nó dẫn cho hoa tiếp nha các anh chị. Hơi chá nắng cho anh chị thông cảm. Cây này là phân nụ là chưa kịp Tết luôn. Đây các anh chị, những cái chậu hoa này là mình sẽ cố định lại và mình chơi Tết là ok luôn á. Thì đương nhiên trồng thì ví dụ như 10 cây thì nó cũng sẽ có hao hụt một hai cây, nhưng mà nói chung là cái đây là cái cách mà em thấy là em trồng hiệu quả nhất luôn á. Đây là do cách em vườn em trồng nha, còn các anh chị thì có thể là mình có những cái cách trồng tốt hơn, hiệu quả hơn. Và em xin cảm ơn, cho nên là em xin cảm ơn các anh chị đã xem video này. Các anh chị nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nha. Để có cái gì hay thì em sẽ chia sẻ các anh chị. À đây mình còn một cái cây. Các anh chị thấy là nó đang chuẩn bị nhảy kỳ. Nhảy kỳ ở dưới đây là nó nhảy thân mới luôn nha các anh chị. Mặc dù cái cây nó là bị héo úa nhưng mà nó vẫn cho bông. Cây này em cho Tết được nha. Dạ em xin kính chào các anh chị ha.